Hello everyone, xin chào các bạn cùng quay lại với series Luyện viết cùng giáo viên 8.0 Writing. Cô là Mỹ Linh và hôm nay thì cô sẽ cùng các bạn giải một đề maps mới ra nhất nha các bạn. Let's go, chúng mình sẽ cùng đi với đề bài nào. Đây, một cái đề rất là mới trong năm nay. The map below shows the plan of a proposed new town. Biểu đồ thì bản đồ thể hiện là cái một cái dự án đúng không? Đó là kế hoạch cho xây dựng một cái thị trấn mới. Summarize information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Rồi, yêu cầu quen thuộc của task 1. Thì các bạn sẽ quan sát đề bài một chút này. Đề bài này thì dạng một map, dạng hơi lạ nhé. Thường các bạn sẽ viết dạng hai maps. Đúng là so sánh giữa sự thay đổi theo thời gian. Nhưng mà với cái dạng này thì nó lại không thay đổi theo thời gian. Đó, thì mình sẽ có những cái cách tiếp cận khác. Đó, chúng ta sẽ cùng đi từng phần. Trước khi vào viết thì cô sẽ nhắc lại cho các bạn cấu trúc này. Cấu trúc 1, 2, 3, 4 quen thuộc của phần writing task 1. Đó. Introduction, viết cho cô một câu. Paraphrase the question, viết lại câu hỏi này. Overview, em sẽ viết hai câu, two sentences. Ở đó thì em sẽ miêu tả big changes, significant features, những cái sự thay đổi lớn, nổi bật. Một cách để nhìn ra cái điều này đấy là em cứ lướt qua biểu đồ 5 giây. Em thấy cái gì lớn nhất, nổi bật nhất em nhớ được thì đấy chính là những sự thay đổi lớn và em sẽ viết vào overview của mình nhé. Rồi sau đó quan sát kỹ hơn một chút thì em sẽ thấy những cái small changes hoặc là unchanged sẽ còn những khu vực nó không thay đổi. Đó thì mình sẽ viết ở đây. Thì đấy là với dạng biểu đồ thay đổi. Thế còn ví dụ với dạng một biểu đồ, một bản đồ như cô vừa mới show cho các bạn ấy thì lát tôi sẽ đi với cái hướng tiếp cận khác tại vì nó không có sự thay đổi ở đây. Body paragraphs. Với phần body thì chúng mình sẽ viết 3 cho đến 4 câu đúng nào? Và nó có thể chia theo hai hướng nhé. Một là divided by timeline, em sẽ chia theo thời gian này. Hai là by categories, là mình sẽ chia theo đối tượng đúng nào, chia theo các cái ở khu vực kiểu như vậy. Và trong đấy thì mình sẽ report changes hay trend, miêu tả sự thay đổi xu hướng này, make comparison if possible, hãy so sánh nếu có thể. Nào, cấu trúc quen thuộc thì mình sẽ đi áp dụng cấu trúc này trong bài viết như nào. Rồi đầu tiên với phần brainstorming, introduction thì chắc chắn các bạn phải paraphrase đề bài đúng không? Một số câu paraphrase có thể có như là the map. Bài này chỉ có một map thôi thì em sẽ viết the map thành the given map, the given picture, layout kiểu như vậy. Đó, shows thể hiện thì mình có rất là nhiều từ đúng không? Illustrates, depicts, outlines, chú ý chưa động từ số ít cho cô nha. Tiếp theo, the plan ở đây là cái bản dự thảo ấy, kiểu giống như một cái kế hoạch đúng không? Lên kế hoạch cho một cái thị trấn thì mình sẽ dùng the plan này bằng the design for, thiết kế này, the blueprint for, mình có thể dùng cái blueprint này cũng được nhé, bản thảo. Đó. Rồi và cuối cùng a proposed new town, một cái thị trấn mới được đề xuất thì mình có thể dùng là a new town proposal, tức là cô chuyển cái propose đang là tính từ thành danh từ proposal của nó. Sau overall, chốt lại thì mình sẽ có một introduction như sau. The given picture depicts the blueprints of for a new town proposal. Kiểu như thế, đưa ra một cái dự thảo, bản thảo cho dự án xây dựng một cái thị trấn mới. Alright, thế thôi. Phần intro thì các bạn sẽ viết nhanh trong khoảng 1 phút là được nhé. Tiếp theo đến cho cô với overview. Nào, overview của dạng này thì chúng ta sẽ nhìn những gì? Chúng ta sẽ dừng video này trong khoảng 20 giây để các bạn thử suy nghĩ xem là overview em định viết gì nhé. Trước khi mà cô cho đáp án, đó, nhìn thật kỹ biểu đồ này. Nào, cô sẽ phân tích một chút nhé. Trên biểu đồ sẽ có các cái ký hiệu đúng không? Thứ nhất là với chữ H, tự đây chính là housing, viết tắt cho housing này. R là roads, các con đường. Roads, đây. Road, tất cả những cái đoạn này các bạn cứ hiểu đây là road, đường. Sau đấy thì có ring roads. Ring roads là cái con đường tròn. Đây, con đường vòng tròn này. Có industry, đúng không? Industry là cái khu chữ I, đây là I. I, industry là hai khu này. Parking, parking thì sẽ thấy P ở đây. Đó. Bus stand là cái khu chờ xe buýt, kiểu như vậy. Đây, bus stand, hai cái. Và recreation, recreational area, khu vực giải trí, chúng mình có một vài cái chỗ giải trí đỏ đỏ. Đó, thế ngoài ra thì khi nhìn vào đây các bạn sẽ thấy là có cái hình vuông ở giữa. Loại hình vuông này chúng mình sẽ gọi là, nếu mà trung tâm thành phố mà có cái đoạn
Vương vương như thế thì mình sẽ gọi là quảng trường nhé, square. Ok, nào thế thì với overview, à nhìn cho cô thấy ở cái khu vực này nó có hai vùng rất rõ ràng, được two main areas separated by a ring road, có một cái con đường hình tròn. Đấy, cái con đường đỏ đỏ hình tròn nó chia cái town này thành hai khu vực, một là vùng downtown which include a central square, khu vực trung tâm. Downtown ở đây là khu vực trung tâm và có bao gồm một cái quảng trường, đúng không nào? Và cái bên ngoài ring road thì cô gọi đây là outskirts, khu vực ngoại ô, đó một thị trấn ở trung tâm có vùng ngoại ô. Đấy là cái lớn nhất, khi mà nhìn qua 5 giây các bạn sẽ thấy được này. Còn một cái gì nữa nào? Ok, nhìn ở bên trong cho cô từng cái nhé. Ví dụ trong cái downtown thì có cái gì? Ở outskirts có cái gì nổi bật? Đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số cái ý như sau này. Rồi, we have housing. Housing predominates this town. Housing là những cái ngôi nhà, đúng không? Sẽ chiếm đa số trong cả cái thị trấn này. Đây, em thấy cả trong cả ngoài rất là nhiều nhà. Trong khi đấy, khu vực center have more facilities. Trung tâm thì có nhiều cơ sở vật chất, đúng không? Đây, em thấy có rất là nhiều từ housing, road, parking, bus stand, recreational area. Đó, rất là nhiều. Thì bên ngoài, outside areas have two industrial zones. Cái sự khác biệt mà bên trong so với bên ngoài, đấy là cái vùng bên ngoài ấy, nó có hai cái khu vực industry, đúng không? Tức là khu công nghiệp. Còn bên trong thì không có. Đó, thì đây là cái điểm lớn mình sẽ cho vào. Như vậy với hai câu thì cô sẽ có thể miêu tả được gần hết các cái ý chính của bài rồi. Thì cô sẽ viết thành câu như sau này. Overall, this town will comprise two main areas separated by ring road. Rồi, hai chấm liệt kê ra. The downtown area with a central square and the outskirts. Another notable feature is that housing will predominate the town, with center offering more facilities, while the outer area is projected to contain two industrial zones. Ok, đi phân tích một tí về ý tưởng mình phân tích rồi nhé. Bây giờ mình phân tích mặt ngôn ngữ để các bạn có thể học được nào. Với ngôn ngữ ở đây thì cô có từ comprise. The town will comprise, thì nó sẽ bao gồm. Được chưa? Comprise bao gồm cái gì? Rồi có central square, đúng là quảng trường trung tâm. Đó, những cái khu vực nào mà có cái vùng trung tâm mà có hình vuông như thế các bạn sẽ gọi là quảng trường. Và có outskirts là vùng ngoại ô. Và có mấy vùng ngoại ô thì cô sẽ số nhiều nhé. Tiếp theo có từ predominate. Nào, predominate chiếm ưu thế, đúng không? Rất nhiều, đa số nhìn qua toàn thế letter H là housing là chiếm ưu thế. Is projected to, hay là nói chung là be projected to, được dự đoán. Thay vì dùng thì tương lai, ví dụ ở trong cái câu này cô đã dùng thì tương lai rồi. Will này, câu này cũng will này. Nếu mà câu này còn will nữa thì cả ba cái cấu trúc của cô nó cứ bị lặp, đúng không? Thì cô sẽ đổi đi, dùng projected to, dự đoán. Cấu trúc hiện tại đâu nhưng thể hiện ý tương lai. Đó, để lại đa dạng cấu trúc ngữ pháp. Alright. Thế còn về từ nối nào, cô sẽ chỉ các bạn một số từ nối trong cái bài nhé. Cô dùng overall để thể hiện là ở đây là đoạn tổng quan, đúng không? Sau đấy thì câu số 2 nối với câu số 1 bằng cách là dùng cụm another notable feature is that, đúng không? Một cái yếu tố gọi là nổi bật nữa là cộng với một mệnh đề. Đó, thì khi em viết như thế thì hai câu sẽ liên kết với nhau. Xong overall em sẽ đi đến phần body. Yes. Theo các bạn thì với overview vừa viết như vậy, body 1 em sẽ viết về cái gì? Dừng 5 giây suy nghĩ cho cơ nào. Bao nhiêu một viết về cái gì đây? Alright, let's check xem nhé. So here, body one, the downtown area. Các bạn có thấy là phần overview mình vừa bị chia thành hai khu vực, đúng nào? Downtown area và outskirts. Thế thì body một cô sẽ viết về phần bên trong. Đó, thế cụ thể viết cái gì phần bên trong bây giờ? Nhà quan sát bên trong của mình sẽ có rất là nhiều đối tượng và cô sẽ đi lần lượt từ giữa, từ central square. Cái khu trung tâm này, cái quảng trường này thì nó accessible from four directions, tức là nó có thể tiếp cận, tức là có thể đi vào được từ bốn hướng. Các bạn thấy từ quảng trường có bốn cái đường đi ra, đúng nào? Đó, tiếp cận từ bốn hướng. Xong một câu nha. Câu số 2 thì xong quảng trường rồi, miêu tả gì nữa? Chắc chắn rồi, house, đúng không? Có rất nhiều nhà, miêu tả nhà. Houses.
To parking lot, quên, sorry, cái quảng trường chưa xong, quảng trường còn có parking lot và bus stands nữa. Tức là cái quảng trường là houses, ở đây là nó bao gồm nhé, động từ được chưa? Bao gồm hai cái bãi đỗ xe. Đó, cho khu vực cho cô, North East and South East. To bus stand. Okay, next. Housing block scattered around. À, sorry các bạn, chỗ này là North East, rồi như nó là South West. South West, để cô sửa đây. South West nè, nó là phía đông, phía tây đấy. Typing nhầm một xíu. Housing blocks scattered around. Rồi, những cái ngôi nhà, đúng không? Các cái tòa nhà thì nó scattered around, ở đây là nằm rải rác xung quanh khu trung tâm. Ngoài ra trung tâm này còn có một cái nữa là màu đỏ, là chính là khu vực giải trí, chúng ta sẽ thêm vào. Đó, thêm vào một câu nữa là three recreational areas along the southern road, ba của cái trung tâm giải trí dọc theo con đường phía nam, và một cái thì ở phía phía đông, đúng không? One in the east. Đó, như vậy với khoảng 4 câu đấy, cô có thể bao gồm 4 câu hoặc 3 câu cũng được, bao gồm tất cả những đối tượng, những cái hình ảnh nếu là được có ở trong cái đoạn giữa này, downtown area. Từ đây thì chúng sẽ viết thành một đoạn như sau. Bỏ cái từ West này đi. Okay, this town will feature a downtown area. Đó, cái câu này thể hiện là cái bài tôi sẽ viết downtown nha. Characterized by a central square, accessible from four directions. Lúc nãy thì khi brainstorm thì mình viết số 4 ấy, nhưng mà khi trong bài thì cô ưu tiên các bạn là nên viết chữ, viết chữ về các số đếm từ 1 đến 10. Đó. Trừ khi là cái bài cho số thì mình phải biết số rồi, ví dụ như là số liệu ấy, còn thường mình sẽ ưu tiên viết chữ. Rồi, đó, nó được đặc trưng bởi một cái quảng trường trung tâm này. This square is planned to include two parking lots situated in the northeast and southwest. Sorry, parking lot in southwest. Sao cái lúc điền hơi nhầm xíu. Southwest, along with two bus stands. Cái quảng trường này thì được lên kế hoạch đánh trước dùng Will rồi, là is plan to include two parking lots, hai cái bãi đỗ xe ở đâu? Situated in the northeast and southwest, đúng không? Along with two bus stands, cùng với hai cái điểm chờ xe buýt. Đó. Tiếp theo, six housing blocks. Đấy, six housing blocks will be scattered around, sẽ rải rác, nằm rải rác. The central square, quanh cái trung tâm đấy. Providing residential space in close proximity to key amenities. Ý của cô đây là cái việc mà cái ngôi nhà này nó nằm rải rác ở xung quanh quảng trường thì nó sẽ cung cấp cho những cái hộ dân cư đấy là khoảng cách gần, đúng không? Đến những cái key amenities, đây là những cái cơ sở vật chất quan trọng, ví dụ như đến quảng trường, đi xe buýt, rồi đi đỗ xe, kiểu như vậy. Nào, thêm vào đó, additionally, three recreational areas will be erected. Erected được xây dựng along the southern road, dọc theo con đường phía nam. And another is located in the east. Rồi, còn cái còn lại thì ở phía đông. Nào, thì chúng ta có một số từ mới các bạn có thể học như sau này. Rồi, chúng ta có characterized by, đọc kỹ, được đặc trưng bởi cái gì? Ví dụ cái đấy em thấy là cái điểm nổi bật nhất trong cái khu vực đó thì mình có thể dùng từ này nhé. Characterized by. Situated, đúng, nằm ở đâu? Housing blocks, các cái tòa nhà, khối nhà này. Scattered around, là rải rác xung quanh cái gì? Enclosed proximity to, gần với này. Và erected, được xây dựng. Erect chỉ bằng với từ build. Đó, xây dựng, nhưng mà cái từ erect chỉ cảm giác hơi lạ hơn tí, đúng không? Less common hơn một xíu, thì có sẽ dùng, ưu tiên dùng từ này. Alright, xong body 1 với 4 câu nha các bạn. Nào, mình sẽ chuyển đến body số 2. Body 1 đã viết về khu trung tâm, suy ra body 2 chúng ta sẽ viết về, chắc chắn rồi, đấy là outskirts, đúng không? Oh, chết rồi. The outskirts. Rồi, khu vực bên ngoài. Thế đây cô sẽ chia thành 3 câu nhé. Khu vực bên ngoài mình chỉ cần 3 câu thôi, với 3 đối tượng chính. Thứ nhất là rất nhiều housing. Và cô đẩy so sánh vào đây, more housing. Thấy chưa? Rất nhiều nhà và nhiều hơn cả khu trung tâm. Mostly in the west and northeast, đa số nằm ở phía tây đó, và phía đông bắc northeast. Thế còn có hai cái khu industrial zones, khu công nghiệp ấy, nó
Và hai cái thì cũng sẽ so sánh luôn. Đây, smaller one, tức là cái khu nhỏ hơn thì nằm ở đâu? Nằm ở northwest, đúng không? Tây Bắc. A larger one in the southeast, và cái to hơn thì nó nằm ở phía đông nam. Đó, chỉ vị trí ra. Ngoài ra cái này cũng có một cái recreational area, có một cái khu giải trí. Và vị trí của nó thì là đối diện, nó là opposite the three recreational spots, đối diện với ba cái khu bên trên ấy. Qua một cái con đường hình tròn, circular road, chính là paraphrase của từ ring road nhé, con đường hình tròn. Thế thì từ ba câu này chúng mình sẽ viết thành một đoạn này. Now, the outskirts of the town. Đọc câu đầu tiên của cô lên thì các bạn sẽ biết ngay cái đoạn này cô viết cái gì. Now, the outskirts of the town will predominantly have more housings. Nó sẽ có đa số là có nhiều nhà hơn, with most residential areas located in the west and the northeast. Với đa số các khu dân cư thì nằm ở phía tây và phía đông bắc. Two industrial zones. Đó, như cô đã nói là viết số thì brainstorm viết số rồi, còn trong bài viết chữ nha. Two industrial zones are also planned. Cũng được gợi ý, được lên kế hoạch cụ thể là gì? A smaller one in the northwest and a larger one in the southeast. Đó. Cái nhỏ hơn ở đâu, cái lớn hơn ở đâu này. So additionally, thêm vào đó, a recreational area is positioned. Position chính là được đặt ở đâu ấy. Nó khá là giống với located, situated, đúng không? Opposite the three recreational spots. Across from, đối diện, across from the circular road, đối diện với cái bên kia từ cái con đường này. À, một số từ học được ở đây là located này. Như vậy nhóm cho cô một số những cái từ đồng nghĩa. Chúng ta có situated, located và positioned, đúng không? Đấy. Across from, đối diện với, và circular road là cái đường vòng tròn, ring road, đường vòng tròn. Alright, thế thôi, đấy là toàn bộ cái bài viết này. Các bạn thấy không? Như vậy một map cũng không khó đến thế, đúng không? Chúng ta cùng nhìn lại cả bài để học thêm một số những cái cách liên kết nào. À, thật ra thì bây giờ cô mới nhìn kỹ là mình đang bị lập cái additionally, đúng không? Maybe nhé, một option nữa cho các bạn ở đây có thể thay thì mình đi làm more over cũng được. Chắc more over, kiểu như thế, đổi đi. Rồi, nhìn chung thì cái bài viết này hơi dài một tí. Nhưng mà cô nghĩ là có thể có khả năng em viết được trong 20 phút trong phòng thi nhé. Được chưa? Viết được và học một số những cái từ mới, đặc biệt là phần liên kết nhé. Liên kết ở đây là gì? Cô thấy nhiều bạn bị mắc lỗi liên kết ở chỗ là từ nối em dùng tốt rồi. Ok, cái mấy cái từ additionally, moreover, cái từ không vấn đề gì cả. Nhưng mà phần logic về cả bài ấy, đặc biệt là chia các body với nhau thì lại chưa tốt lắm. Đó, thì chúng ta sẽ nhìn các cái cụm từ. Làm sao để khi đọc câu đầu tiên của một đoạn, người ta sẽ hiểu ngay đoạn đấy em viết cái gì. Ví dụ đọc câu đầu tiên, the given picture depicts, em biết ngay đây là introduction, đúng không? Overall, nhìn từ này sẽ biết đây là overview. This town will feature a lot a downtown area. À, thế thì bài này sẽ viết về downtown area, khu vực trung tâm. Thế còn the outskirts of the town will, đấy, khu vực ngoại ô, tất cả những cái phần này đều có rất là rõ ràng về mặt ngôn ngữ. Đó, thì bạn có thể áp dụng trong bài của mình nhé. Nào, thì chúng ta sẽ cùng dừng bài này ở đây thôi. Thank you. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này và hy vọng là chúng mình sẽ học được thêm nhiều thứ từ video của cô cũng như là từ series chữa bài writing này nhé. Goodbye everyone. Cảm ơn các bạn đã xem và tạm biệt. IELTS Fighter, vì 1 triệu người Việt đạt 6.5 IELTS.